Châu xin kính chào quý cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì cả nhà ơi, bây giờ là buổi chiều 3 giờ chiều, Châu vừa đi làm về thì hôm nay á quán hơi đông khách, là làm xong xuôi thì tới 2 giờ 40 Châu mới ra khỏi quán, thì về tới nhà cũng 3 giờ. Thì Châu quay một video á, để Châu tâm sự chia sẻ cùng cả nhà tiếp là cái bệnh của ông xã Châu á. Thì video trước Châu có tâm sự rồi, Châu có xúc động, Châu khóc rồi đó. Thì Châu rất là biết ơn cô chú anh chị em và các bạn đã đồng cảm cùng Châu và chia sẻ cho Châu những điều hay, góp ý cho Châu những cái chuyện cần làm lúc này, rồi phiên Châu, rồi cho Châu những lời động viên á. Thì Châu rất là biết ơn luôn, thật sự rất là biết ơn cả nhà luôn. Khi đọc những cái bình luận mà những cái lời động viên của cả nhà dành cho gia đình Châu á, cảm động lắm cả nhà, Châu khóc rớt nước mắt luôn. Tại vì người Châu là giống như là Châu dễ rơi nước mắt á, giống như người sống nó nhẹ dạ, dễ khóc lắm, nói gì tới mà tình cảm, chạm như tình cảm chút là cũng khóc nữa, thì buồn cũng khóc, mà khi mình cảm thấy mình cảm động cũng khóc nữa. Nên là hôm nay Châu không biết nói gì hơn, thì Châu xin rất là biết ơn cô chú anh chị em và các bạn đã đồng cảm cùng Châu, cùng gia đình Châu á. Thì thật sự khi chia sẻ cái video đó thì Châu chỉ kể lại thôi, Châu kể lại là như vậy đó. Khi đó ông xã Châu nói vậy á, rồi cái nhầm khi nói có những đoạn mình nhắc lại nó hơi đoạn hơi buồn buồn đó, cái Châu xúc động Châu khóc. Thì nói chung là tại lúc đó Châu kể lại thì Châu khóc vậy thôi, chứ tinh thần Châu cũng đỡ rồi cả nhà. Thì cái video vừa qua đó thì được cô chú anh chị em và các bạn động viên rồi cho Châu những lời phiên á, thì được nghe những lời động viên, những lời phiên đó thì Châu cảm thấy Châu mạnh mẽ hơn, và Châu cảm thấy là Châu sáng suốt hơn, nên là Châu cũng không có còn buồn lo gì nhiều nữa. Nói chung là cái gì nó tới thì nó cũng tới. Thì khi đó Châu chia sẻ thì Châu cũng chưa nói với cả nhà về một vấn đề nữa, còn cái vấn đề này thì Châu quên nói. Thì đó là ông xã của Châu á, nói là 10 ngày nữa ông đi mổ, nhưng mà là ông khám bệnh ở cái huyện là chỗ Châu sống, là cái huyện nhỏ, thì ông khám ở đây thì bác sĩ kêu như vậy, nhưng mà ông liên lạc lên tới cái chỗ mà thành phố, là cái chỗ mà cái ông bác sĩ theo dõi ông xã Châu á từ trước tới giờ á, thì 3 tháng là ông đi tái khám một lần. Thì đang nói này thì cả nhà cho Châu xin ngắt ngang đây, Châu xin nói cái này cái. Thì cái video Châu chia sẻ thì cũng có một vị khán giả góp ý với Châu á, là nói là sao mà kêu là ông nghe khó nghe quá. Thì những cô chú nào xem Châu từ trước thì quen rồi thì sẽ thông cảm được cho Châu, nhưng mà kiểu như là ai mới vô thì nhầm khi nghe như vậy thì thật sự là không có được hay á, nó hơi giống như là nó không có được hay cho lắm á, nên là từ giờ Châu sẽ cố gắng Châu sửa. Thì cả nhà góp ý cho Châu là nên kêu ông xã là anh xã hay là ba của Hana để nghe cho nó hay hơn á. Châu cũng nói sửa mà chưa có sửa được, thì sẵn nay có cái vị khán giả đó góp ý thì Châu cũng xin cảm ơn đã góp ý giúp Châu á, để Châu có cái động lực mạnh hơn để Châu cố Châu sửa. Thì Châu đang nói tới đâu rồi, là ông xã nói vậy đó, là thì 10 ngày ông đi mổ, nhưng mà cái bác sĩ theo dõi ông là ở trên cái thành phố, lúc ông là đi gọi là ông nữa, anh xã, thì cái bác sĩ theo dõi anh xã Châu là ở thành phố, thì bác sĩ đó thì lúc trước hình như Châu không biết, Châu cũng không rõ lắm, nhưng mà theo dõi từ trước tới giờ là 3 tháng, anh xã Châu đi tái khám một lần, người ta cho thuốc về uống 3 tháng á, thì 3 tháng sau đi tái khám tiếp,
thì liên hệ với cái bác sĩ đó gì đó, gọi bác sĩ đó người ta không có nhận ca mổ của anh xã Châu. À, Châu nghĩ là chắc là nguy hiểm hay sao á, thì Châu hỏi là tại sao, Châu có hỏi anh xã Châu là tại sao không người ta không nhận ca mổ, thì ông lắc đầu, ông nín thinh à, ta lại gọi là ông nữa, thì anh xã Châu anh lắc đầu, anh nín thinh à, anh không có nói. Chắc là anh thấy Châu lúc mà anh kể, anh nói anh đi mổ vậy mà Châu đau lòng, Châu khóc vậy đó, rồi anh không có dám nói. Châu nghĩ là người ta nói là nguy hiểm á, tại vì người ta theo dõi sức khỏe của anh xã Châu mỗi định kỳ á, nên người ta biết được cái sức khỏe của anh á, nên là người ta không có nhận ca mổ. Thì Châu khi đó nghe vậy á, thì cũng buồn, nhưng mà thì bây giờ cũng đã có thay đổi thay rồi. Thì hôm hôm vừa rồi á, Châu hôm cái Châu quay cái video vừa rồi Châu khóc á, thì anh xã Châu cũng có xem. Rồi cái nửa đêm 12 giờ ông về, anh về thì Châu có ra, Châu mở cửa, không phải mở cửa, Châu ra nghe tiếng mở cửa về thì Châu ra. Thì Châu vừa đi ra thì anh xã Châu mới hỏi là tại sao mà đăng YouTube lên mà khóc khóc ở trên đó. Nó hỏi mà cái giọng kiểu như là không có vui á, kiểu như là nói sao mà lý do sao mà khóc vậy đó. Rồi cái Châu mới nói là Châu kể lại bệnh tình của anh xã Châu rồi Châu khóc. Cái bắt đầu anh ấy nó ảnh mới xuống giọng, ảnh kiểu như là ảnh biết, giống như là Châu cảm nhận là ảnh cảm nhận được là Châu thương ảnh á, rồi Châu mới cảm động Châu khóc như vậy. Thì ảnh mới xuống giọng, ảnh mới nói là không có sao đâu, bác giờ là bác sĩ nhận cái ca mổ rồi, thì nhận rồi nhưng mà chưa biết ngày nào mổ. Thì anh xã Châu nói là tháng 1 là cũng như là qua năm mới á, là tháng người ta nhận là tháng 1 người ta mổ nhưng mà là chưa biết ngày nào. Thì vậy đó. Thì hôm nay Châu xin chia sẻ với cả nhà luôn là như vậy. Thì cũng có mấy chị á, cô rồi những cô chú hiểu biết nhiều á, thì cũng cho Châu những cái lời động viên là khoa học bây giờ nó tân tiến rồi, nó giỏi lắm rồi, nên là đừng có lo lắng quá. Thì thật sự khi anh xã Châu, anh gì anh nói với Châu là 10 ngày anh đi mổ vậy đó cả nhà, thì anh nói cũng anh cũng tỉnh bơ hà, tại vì đàn ông thì họ không có giống như phụ nữ mình mà họ mềm yếu. Phụ nữ mình thì nói ra thì mềm yếu thì hay khóc vậy thôi, chứ đàn ông họ rất là cứng rắn. Thì anh nói vậy đó cái Châu khóc cái anh xã Châu nói làm sao cả nhà biết không, nói mà lúc đó khi đó Châu khóc mà Châu cũng nghe mắc cười. Anh nói là ảnh kêu Châu nín hoài mà Châu không có nín á, cái ảnh nói là trời ơi đừng có lo, bác sĩ của nước Anh á là giỏi dữ lắm, không có chuyện gì đâu đừng có lo, nói vậy đó. Thì cái video vừa rồi Châu chia sẻ thì cũng có cô chị đồ đó hiểu biết nhiều thì cũng nói là vậy đó, bác sĩ ở Hàn Quốc giỏi lắm, rồi y tế bây giờ cũng như là bác sĩ đồ khoa học bây giờ đó thì người ta giỏi tân tiến rồi, nên là không có đừng có lo, khỏi hết. Rồi có người thì cũng thương Châu rồi chia sẻ cho Châu biết là có gia đình cũng bệnh tim vậy đó, rồi cũng mổ mấy lần mấy người gì đó, nhưng mà cũng vẫn sống khỏe, sống bình thường mấy chục năm nay. Rồi có người thì mổ rồi nhưng mà vẫn làm việc bình thường, rồi là trụ cột của gia đình luôn á. Thì Châu nghe được thì Châu cũng rất là giống như là mình có cái niềm an tâm á. Nên là giờ thì nói chung từ đây tới ngày anh chồng Châu đi mổ thì Châu không buồn nữa, cũng nói chung là Châu không có lo lắng nhiều nữa. Nhưng mà không biết, Châu không có dám chắc là tới ngày Châu tiễn anh, Châu đưa anh đi 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 mổ thì không có dám chắc tới ngày đó thì không khóc nha. Tại vì tình cảm nhưng khi mình thương thì mình mới xúc động. Thì hôm nay Châu xin chia sẻ gì đó, thì Châu xin nói luôn là chắc là từ đây tới
ngày anh đi mổ vậy đó cả nhà, thì Châu sẽ ít ra video, thì cách một ngày Châu sẽ ra video chứ Châu không có ra thường giống như từ trước giờ mỗi ngày Châu ra một video á, thì Châu sẽ giảm lại cách một ngày Châu ra video để như Châu có cái thời gian để Châu lo cho gia đình tươm tất hơn, cho nó lo cho gia đình, dành cho gia đình nhiều hơn á. Chứ Châu thì Châu chậm chạp mà Châu đi làm rồi về nhà lo nhà cửa cơm nước rồi Châu làm YouTube này nữa, thì nói chung là Châu không có thời gian luôn á, rất là bận rộn luôn tại Châu chậm chạp á. Thì Châu xin thông báo tới cô chú anh chị em và các bạn, thì Châu sẽ cách một ngày Châu sẽ ra video, một video, thì mong là cô chú anh chị em và các bạn thương Châu thì luôn ủng hộ Châu. Thì từ lúc mà Châu làm kênh này tới giờ á, thì Châu cảm thấy Châu học hỏi được ở cô chú anh chị em và các bạn những cái điều hay rất nhiều luôn. Học được cách mở lòng ra, học được cách mạnh mẽ hơn, học được cách giống như là sống trải lòng một chút á, để cho cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn. Nói chung thì hồi trước khi làm tạo kênh á, khi xưa Châu cũng có nói, hồi lúc mấy video đầu Châu cũng nói là Châu tạo kênh cũng với nhiều lý do chứ không phải là cũng vì tiền không. Vì tiền thì cũng có, vì tiền là cái chính, nhưng mà Châu cũng muốn chia sẻ những cái gì thật nhất vậy đó. Rồi Châu cũng muốn là lưu giữ kỷ niệm, với Châu muốn cho ở bên Việt Nam những ông bà chú bác của Châu được xem theo dõi Châu hàng ngày, nếu mà quan tâm Châu thì có thể xem và biết được cuộc sống của Châu đó. Châu hết buồn rồi cả nhà ơi, nên là cả nhà cũng yên tâm. Châu thấy có nhiều cô chị đồ đó rồi dành tình cảm cho Châu nhiều quá, Châu cảm động lắm luôn á. Có người thì biết thì nói là chia sẻ video giúp Châu, rồi xem quảng cáo giúp Châu để Châu có tiền vậy đó. Rồi Châu thật sự thì không phải Châu lên đây Châu than để lấy tình thương của cả nhà, nhưng mà kiểu như Châu muốn chia sẻ để ra để cho Châu nhẹ lòng hơn cả nhà. Tại vì những khi đau buồn vậy đó, mình rất là cần những người hiểu mình, những người cảm thông cho mình, để mình giống như là mình giải tỏa cái nỗi đau á. Nên là như vậy thì những cái bình luận đồng cảm thì đó, trong đó thì cũng có dài một hai bình luận thì cũng cũng như là không được đồng tình á, nhưng mà cô chị không biết cô chú anh chị gì đó thì cũng muốn tốt cho Châu thì mới nói như vậy thôi, thì Châu cũng xin cảm ơn luôn. Rồi thì thôi, cái video của Châu hôm nay Châu chia sẻ vậy thôi cả nhà ơi. Châu xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em và các bạn đã lắng nghe những cái tâm sự chia sẻ của Châu. Một lần nữa thì Châu xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều luôn. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo.